Ok, mình chào tất cả các bạn. Hôm nay miền Bắc mình lại là một ngày mưa. Mình thì lại đang ốm chậm xạ chậm xịt cả. Nói chuẩn ra là cả nhà ốm ấy. Cho nên là hôm qua mình cũng có ghi được hình đâu. Thì hôm nay mình lại ghi được một đoạn hình gửi cho các bạn. Cái đàn chim ở trong này của mình ấy, vừa rồi là nó có hai con ken bạch mà nó không ra bạch ấy. Nó ra màu thì là mình cũng đã bán rồi. Mình bán cho một bạn ở trong, ở đâu nhỉ? Ở dưới Hòa Bình. Thì mình cũng bảo các bạn rồi đấy. Chim chào bà bạch này nó là dòng chim công nghiệp. Thì nó đẻ con ra, mình mà bán được bao nhiêu thì mình sẽ xích ra một nửa tiền để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì tẹo nữa mình sẽ đi mua một con nợn. Mình cũng đã nghĩ ra một ý tưởng rồi. Mình đi mua một con nợn đất. Thì về được bao nhiêu tiền thì mình sẽ đút vào đấy. Rồi sau này hết mùa chim sinh sản ấy, thì mình sẽ khui ra để mình và các bạn cùng xem là nó được bao nhiêu tiền. Còn bây giờ thì để cho chim nó đẻ nhanh hơn, mình sẽ mang thêm cái gì nhỉ, cái nót tổ vào đây này, để cho chúng nó cặp nó làm tổ thì là nó sẽ sớm đẻ hơn. Đấy, nó phải có tổ thì nó nhìn thấy nó mới lại sửa. Còn nếu mà không có thì là nó sẽ lâu hơn chút đấy. Nói chung là mình kích thích nó để cho nó đẻ các bạn. Đây, cái tổ này tạm thời thế thôi. Tiệm nó mình trao mình sửa sau. Mình sang chia cho từng tổ một. À, nếu mình không nhầm thì cái đôi bố mẹ của nó lại đẻ tiếp rồi sao ấy. Cái đôi bố mẹ nó ở bên này này. Đây, các bạn chờ mình một tí để mình sang cho bạn xem. À, ui, đã được 3 trứng rồi. Ôi, nó đẻ từ bao giờ mà đã được 3 trứng rồi này. Đấy, cái đôi bố mẹ mà vừa rồi nó đẻ ra cái con gen bạch mà chân hồng hồng đấy. Ui, nó đẻ từ bao giờ được 3 trứng rồi, đôi này đẻ nhanh thật. Ngon đấy, được của nó đấy. Rồi, thế thôi mình không cần phải cho thêm rác vào đấy nữa. Mình đi ra đây, cho những cái tổ này nữa. Sau đó là mình lên phố mình mua lấy con lợn đất. Hello bác. Bác có bán lợn đất để đút tiền không? Nghe nhiều nghe chú ơi. Có loại nào mà bé bé để cho em con? À đây, nhiều quá. Wow. Chắc là từ giờ đến hết mùa chim sinh sản thì cũng không được nhiều, cho nên là mình sẽ kiếm một bé lợn đất nhỏ nhỏ thôi. À, đây là lợn ấy. Lợn này kiểu dạng như là gì nhỉ? Không phải là sứ mà lợn mình gọi là gì nhỉ? Thạch cao các bạn ạ. Đây thì mình sẽ mua một bé lợn đây đi. Bé này xinh xinh này. Đấy. Đây bác để xem mấy con này. Bé lợn thì mình sẽ đặt ở chỗ này. Đây là cái bàn làm việc của mình này. Là cái nơi mà mình vẫn thường ngày ngồi ở đây, rồi là ghép video đăng lên kênh để gửi tới các bạn. Và cái chỗ này là cái số tiền mà mình bán cái đôi chào màu, mà đôi chào màu bạch vừa rồi nó đẻ ra cái con mà nó màu đấy. Nó không có được bạch và nó cũng không có mơ, thì là nó màu, chỉ có chân màu trắng thôi. Thì cái đôi này giá trị nó không cao, thì mình bán rẻ cho một em. Tức là mình vừa bán mình vừa khuyến mại cho em ấy. Cái cặp này gọi là cặp đầu tiên đẻ ra thì mình bán được 3 triệu. Thì mình trích ra là 1 triệu rưỡi này. Đấy, mình trích tiền của một con mình sẽ đút vào lợn này. Để mà sau này nếu như mà hết mùa chim sinh sản ấy, như mình nói lúc nãy là mình sẽ đập lợn ra. Để xem là tổng từ đầu mùa chim chào màu bạch của mình đến hết mùa là mình tích được bao nhiêu. Rồi là sau mình sẽ báo các bạn sau. Rồi là sau mình sẽ giúp đỡ ai. Thì sau lúc đấy là mình với các bạn cùng tìm hiểu nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đút hết vào đây. Cái này nó hơi khó đút một chút. Mới được có một tờ. Hôm nay cái giọng của mình nó bắt đầu thay đổi rồi. Ốm. Thời tiết kiểu gì cả nhà mình ốm, các bé nhỏ cũng ốm hết. Có đút quá nhỉ. À, còn một tờ cuối cùng. 1,5 triệu đầu tiên. Ok, đút được vào không cái này. Đấy. Xong phim. Lấy nắng ấm rồi, chia tay được không Bíp ơi? Chia tay đi. Nó hơi nhát. Chắc là ít bạn nào nhớ về bé Bíp Bíp này đúng không? Bé Bíp Bíp này là mình có nhận nuôi của các em nhỏ gửi mình ấy. Lúc bây giờ nó cũng yếu mà nó lông cánh nó không có mấy đâu. Nhưng mà mình nuôi cũng được khoảng độ nửa năm nay rồi. Hôm nay thời tiết thì nó cũng đã bắt đầu tạnh ráo vào buổi chiều. Và là nó ấm áp nữa. Mình muốn là thả Bíp Bíp ra ngoài vườn để cho nó chạy lang sang ngoài vườn, rồi lúc nào nó về với tự nhiên thì lúc đấy nó về nhé. Đấy, đấy đấy. Đấy đúng rồi, đi đi. Cứ quanh quẩn ở vườn nhà này này. Mình thả rông cái kiểu này ấy, thì là nó sẽ ở với lại gần gia đình mình một thời gian, rồi là nó tự kiếm cái ăn theo bản năng của nó. Nó đói nó về nhà thì mình lại cho nó ăn. Rất nhiều những con Bíp Bíp mình đã thả kiểu như này rồi. Có con thì hàng tháng sau nó mới đi, nhưng có con thì là nó cũng đi luôn. Đấy, bây giờ thì nó đang ở bên vườn nhà dì Vụ.
Đấy, nó đang tìm đồ ăn luôn rồi sao đấy. Đấy, nó nhảy về vườn nhà mình rồi. Cả nó đi, cứ ở để cho nó ở sân vườn nhà mình cho nó chơi. Nó chạy thít đằng kia rồi. Các bạn nhìn ở trong cái góc kia kìa, là cái con bịp bịp bây giờ nó đã trở về góc đấy để nó đứng rồi. Thế là tốt quá, nó vẫn quanh quẩn ở vườn nhà mình. Nó quanh quẩn ở vườn nhà mình thì sau một thời gian sau nó quen rồi, cuộc sống bên ngoài rồi, nó kiếm được ăn bên ngoài rồi, sau nó tự đi dần. Và đây, trên tay mình đây đang cầm là một bé gà colic con. Mình mới ấp lở ra, hôm nay khô lông thì mình mang ra ngoài để quay cho các bạn xem. Đây là bố mẹ của nó này. Đấy, các bạn nhìn nó có giống bố mẹ không? Đẹp phết đấy. Vậy là kể từ hôm nay trở đi mình đã có gà colic giống rồi đấy. Không phải một con này đâu, của mình có một đàn ở trong kia cơ. Đây, bố mẹ nó này mới đẻ thêm một quả trứng nữa này. Đấy, gà colic này đẻ sai mà ấp cũng đạt phết đấy. Bây giờ thì mình sẽ đóng cái cửa chuồng của bố mẹ nó vào nhá. Rồi mình mang gà con này vào trong này cho các bạn thăm xem là mình có một đàn gà con như thế nào. Đẹp lắm. À, lại có cả con trĩ xanh nó mới nở nữa. Đây, con bịp bịp nó đang giúp ở trong góc này này. Eo. Thì cứ ở nhà nhá. Rồi, sau lúc nào đi thì đi, không sao đâu. Nó lại chạy đấy. Ra ngoài kia chim ưng nó lại bắt cho bây giờ. Cả nó cứ lại ở đây. Đây, đàn gà con của mình nó khô lông của hôm nay nhìn đẹp lắm. Có một con nó bị bay chân. Bay chân là do chắc trứng nó bị sát đấy các bạn. Đây cái con này, trứng nó bị sát thì nó bay chân. Đấy, cứ để nó đây. Đây là toàn bộ những cái con gà colic con của mình. Nó có lẫn 1-2 con gà rừng nữa. Có cả gà rừng. Còn đây là con trĩ xanh này. Đấy, cả một năm ngoái mình không ấp lở được con trĩ xanh nào. Thế là năm nay mình đã ấp lở được ra một con rồi. Ở trong kia vẫn còn trứng trĩ xanh nữa. Thì sau nó lở được thêm con nào mình sẽ mang ra mình báo các bạn sau. Còn hiện tại bây giờ thì mới được có một con thôi. Còn toàn bộ ở đây là đều gà colic giống hết này. Đẹp quá. Phải nói là nhìn nó tròn. Nó mập hơn gà mình rất nhiều. Mà nó cứ trông nó cứ lùng lục ra mà nó khỏe chứ. Đấy. Ui đầu to. Gà colic này đầu to, người tròn xoe. Đẹp lắm. Chân nó cũng to nữa. Nhưng mà tiếc quá có 1-2 con là sát trứng là nó bị bay chân. Đấy là do mình thôi. Do mình là mình tạo độ ẩm cho cái trứng nó hơi kém. Mình cũng lười cho nước đâm ra là nó bị sát trứng. Còn nếu như cho nước đầy đủ thì là nó không bị sát trứng, là nó không bị như này đâu. Đấy mới một con này. Con này hình như là cũng là colic hay sao này. Đúng không? Không sao. Hy vọng lớn lên nó khỏi. Còn nếu không khỏi thì sao mình tính tiếp. Đẹp quá rồi. Ông xem có con chép nào to to ông để cho ông con. Cháu lấy được một con thôi ông ạ. Mình đang ở nhà thế là thấy ông ở cạnh chó nhà mình, ông ấy mày ao. Thì là mình xuống xem có con cá nào ngon ngon, hôm nay mua con cá. Hôm nay Đại mang bạn về. Thôi mày bắt 2 con đi. 2 con hả ông? Thế cái con to kia là ông để thấy gọi à? Thế ông thay gọi thì mày bắt thêm 2 con. Thế thì ông để cho một con thôi cũng được. Bởi vì là nhà cháu có gan rồi ấy. Biết rồi, nhưng mà một con nghe nó độc đạo. Không sao. Cháu làm nó một đĩa. Đây là ao ông nuôi là gần như ông không cho ăn uống gì để cho nó sống tự nhiên. Cho nên cá cũng khá ngon. Hai bác con trôi. Thôi cháu ăn chép ông ạ. Ông không để thay gọi nữa à? Quá thái thì sao lấy con khác con nhỏ. Vâng, thế cũng được. Để ông cân lên cho cháu xem là cháu hết bao nhiêu tiền. Một con cá nó vàng thế nhỉ? Đây. Ở ao kia có còn cá không ông ơi? Ở ao kia có còn không? Ở ao đấy. Tức là mình chưa kéo hết được à? 2 cân. 2 cân của cháu là bao nhiêu tiền? 100 à? Vâng. Đây, bà cầm của cháu với. Tiền tươi, thóc thật. Cá vẫn còn ngon. Đâu của cháu đâu để cháu vào cho rộng luôn cho sống. Đây cho cháu cái túi này cũng được. Thế cháu chạy quanh về nhà được mà. Từ đây cháu về nhà nó nhanh thôi. Uầy, con cá ngon quá các bạn. Ao ông nuôi 3 năm rồi đấy. 3 năm được con cá như này là cũng gần như là không cho ăn cho uống cái gì. Có cái gì ở ao nào nó tự ăn cái đấy. Vàng thế nhỉ. Đấy. Cho lại con cá này rộng đi cho tối thịt này. Ôi con chim này nó sợ. Nó nhìn thấy mình xách con cá nó sợ này. Đâu ấy nhỉ? Linh Hồ Anh dọn chuồng chuột à? Đây để
mình cho vào đây rộng, tối lấu. Có cái thau này. Ấy, cầm anh cái thau to đây, để rộng cái con cá này. Cái thau đấy có đựng cái gì không? Thế thì cho nhiều nhiều nước vào, mang vào đây. Mẹ đang giúp mình với lại Linh, bạn của Đại đang giúp mình dọn cái khu trùng chuột, cho nên ở chỗ này nó vướng cái gì nhỉ? Cái mùn cưa nó hơi bẩn một chút. Mẹ nhìn có giống cá sông không? Cá à, cá của nhà ông gì nhỉ? Ông Tiệp đấy. Cá ông nuôi 3 năm rồi đấy. Có chăn cái gì đâu? Cá sông. Nhìn ngon nhỉ. Đây các bạn. Nhìn ngon thật sự luôn đấy. Ông không có ăn gì, cả hết cá tự nhiên. Đấy. Mà 2 cân ông lấy 100.000. Thế là rẻ chứ mẹ nhỉ? Rẻ. Ngon quá. Rồi cho nước kẻ nhỏ nhỏ ra để cho nó sống vào đây. Đây là cái khay trứng bằng giấy mình mới đặt mua ở trên Shopee về. Thì cái khay trứng này có tác dụng là để nuôi dế đấy, cho dế nó trú ngụ trong này. Vừa rồi các bạn biết là mình đi tìm mua dế để về cho chim ăn rất khó khăn. Thế là may quá có một em ở trong miền Nam, em ấy tặng mình một ít trứng dế để mà mình ấp lở này. Thì em ấy gửi tặng mình là hôm nay bắt đầu lở rồi. Thì là cũng đúng lúc là cái khay này của mình là mình mới mua, họ mới chuyển về. Đây, mình phải mua một bịch như thế này. Cái bịch này là bịch 300.000, gần 300.000 miếng nhỉ? Vâng. Gần 300.000 đấy. Thế là tốt rồi, từ giờ đi nếu như mà cái đàn dế này của mình nó lở đều ấy, mình chăm sóc tốt là cũng không phải quá no về vấn đề thức ăn cho chim nữa. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài kia để thăm cái tổ chè. Cái tổ chè vừa rồi của mình nó đẻ được 4 trứng đấy. Hôm nay xem nó lở chưa. Hy vọng là nó chưa lở, nếu lở đợt này là phải đi mua dế là hơi khó đấy. Chè là 1 này, chào mào là 2 này, chim sáo là 3 này. Và tất cả những dòng chim tự nhiên ấy, nếu mà mình nuôi ghép sinh sản được là mình sẽ thả nó về tự nhiên hết, chứ mình không bán một con nào cả. Chim mình bán là mình chỉ bán chào mào bạch thôi. Đấy, đó là cái lý do mà tại sao rất nhiều bạn nhỏ và các em ấy có hỏi là mua chim của mình, chim chè hay là chim chào mào này là mình không có bán. Bởi vì nó là dòng chim hoang dã, ở ngoài tự nhiên ấy là nó có thể sống được. Thì mình nuôi lớn rồi xong đó là mình thả về tự nhiên để cho cái số lượng chim ngoài tự nhiên nó tăng lên. Còn chào mào bạch ở ngoài tự nhiên thì nó là một cái dòng chim công nghiệp ấy, nó khó sống. À may quá cái con chè này chưa lở. Chưa lở thì là cũng tốt, bởi vì nó lở rồi thì là mình phải đi mua dế. Mà mua dế vào cái đợt này nó rất là đắt. Đây, cái con chè bố mẹ đây này. Ở năm ngoái thì mình cũng kể với các bạn rồi nhỉ, là mình thả được 3 cặp lon ở trong cái đàn này nó đẻ ra ngoài tự nhiên. Thì năm nay là hy vọng là cái cặp này là cặp đầu tiên 4 trứng nó lở được cả 4. Thì mình lại thả được thành 2 cặp về tự nhiên nữa. Tốt rồi, chào mào thì mình còn không nhớ là mình thả bao nhiêu con đi nữa cơ. À, năm nay của mình còn có cả sáo nữa nhá. Sáo của mình nó cũng bắt đầu cuốn tổ rồi. Khả năng năm nay là mình ghép sáo sinh sản thành công đấy, đùa. Có lẽ cả từ hôm nay trở đi thì khí hậu miền Bắc mình nó sẽ có cái kiểu thời tiết như thế này này. Sáng là hơi râm râm một chút, có thể là mưa nhưng mà chiều thì lại nắng. Mùa hè cũng sắp tới rồi. Bây giờ là cái lúc mà mình nhanh chóng triển khai vào khu vực vườn của mình để mà trang trí rồi làm nhà làm sao cho nó đẹp. Để mùa hè năm nay cho nó xong, không thì lại nhanh chẳng mấy mà hết năm đâu. Hôm nay mình có tham khảo một cái mẫu nhà ở trên mạng thì bên thi công họ cũng có báo giá cho mình. Đây cái mẫu nhà này các bạn này. Các bạn có biết là cái mẫu nhà này họ báo giá mình bao nhiêu tiền không? Là 3,5 triệu của 1 m². Tức là nhà của mình nếu như mà 10 m² ấy thì là sẽ rơi vào 35 triệu. Nhưng mà nhà 10 m² thì nó bé lắm. Đây các bạn tưởng tượng nhé, như cái chuồng dê này của mình này, nó đã tầm nó khoảng 5-6 m² rồi. Thì cái nhà nó phải tầm nó khoảng 20 m² thì nó mới gọi là tạm tạm được. Mà 20 m² nhân với 3,5 triệu thì thành ra là vào 70 triệu. Uầy, độc một chiếc nhà danh như thế này mà 70 triệu. Mà đây vẫn còn bé nhé các bạn nhé. Còn thường thường người ta làm nhà, người ta làm tầm 50 m² thì nó sẽ rơi vào tầm nó khoảng gần 200 triệu. Ôi ôi, giật mình rồi. Sợ quá. Với cái mức đầu tư như vậy thì mình đang hơi rén này. Căng nhỉ. Các bạn có nhìn thấy những con cá nó đang đớp cái cây bèo này không? Mình thả bèo xuống dưới này ấy, là cái bèo nó cuốn những cái bùn bẩn ở ao vào cái rễ bèo để bèo nó ăn cái bùn bẩn đó, thì làm cho nước ao của mình nó trở lên rất trong. Và ngược trở lại ấy, thì là cái con cá này nó lại đớp cái rễ bèo để nó ăn. Thành ra là mình thả cái bèo vào trong này là nó có hai tác dụng, vừa là lọc nước mà lại vừa là tạo thức ăn cho cá chép koi của mình đấy. Rất chi là hay.
Nếu như mà mình làm xong khu vườn kia thì cái khu vực này của mình nó sẽ là cái view chính, mà ngồi ở đây nó sẽ là đẹp nhất này. Tí nữa là mình sẽ dọn bỏ hết cả mấy cái chuồng này đi. Cái chuồng này là cái chuồng mà hiện tại mình không dùng đợt tới. Ngày trước là mình có làm để mà ghép trào màu bạch sinh sản ấy, nhưng sau cuối cùng mình xây cái chuồng gạch ở trên kia. Nên cái chuồng này bây giờ mình đang bỏ không. Mình đang tính là dọn đi. Riêng khu vực này là mình sẽ đổ bê tông này. Đấy, để mà mình làm mấy cái bộ tập tạ, mấy tập thể dục thể thao cho tất cả anh em mình, là sáng ra là lên đây ngồi tập thể dục thể thao này, rồi uống nước chè. Đấy, ngồi uống nước chè trong kia cũng được, trên cái chòi trên ao kia, hoặc là vừa tập vừa uống nước chè ở đây. Đấy, thì đó là cái dự định của mình là đang tính làm rồi. Hôm nọ mình có đi đặt mấy cái bộ đẩy tạ với lại tập thể dục. Thế nhưng mà ở quê mình thì người ta không có sản xuất, mình phải tìm đến một cái mẫu để cho người ta hàn cho mình, chứ người ta không có bán sẵn. Mà mua ở trên mạng thì mình thấy là cái bộ đẩy tạ với lại một số bộ tập thể thao này nó yếu ớt lắm. Thì khu vực này là mình dành riêng cho tập thể thao này. Đấy, mình sẽ đổ bê tông nhưng mà vẫn để một vài cái hố để trồng cây. Còn thì tất tần tật khu vườn này là cái khu sân vườn hết. Đấy, nó sẽ thành một cái khu khuôn viên để dành riêng cho cái việc check-in, đúng không? Check-in, giải trí. Cái tròi này của mình chính là mình để cái mái ná này nó cũng đẹp đấy chứ. Đợt này mình cho mấy cây bầu leo lên, nó lại gần nụi mất rồi. Nó nụi đi thì nó lại không được kiểu như là nó có cái vẻ hoang sơ nữa ấy. Nhưng mà lụi đi thì mình lại trồng thêm cái bầu hồ lô vào đây rồi. Bầu hồ lô của mình đã đang lên. Đấy, uống nước chè đây đúng không? Đây, đây là cái quả bầu giống năm vừa rồi đây này. Mình đập ra mình lấy hạt đây. Đây là những hạt hỏng mình bỏ đi này. Đấy, còn những hạt mà dùng được thì mình đã trồng khắp vườn rồi. Uầy, ở trong này mát lắm. Cái cây bầu nó lên, ở trong này cảm giác nó mát. Kiểu là cái mái này nó cách nhiệt đấy. Cái nhà danh của mình mà tự làm được thì nó đơn giản giản thôi. Mình nập kiểu này cũng được nhỉ. Nhưng mà đơn giản quá mà mình tiết kiệm tiền ấy, thành ra nó lại xấu nhỉ. Càng ghê. Thôi được rồi, hẳn biết thế đi đã. Hôm qua tranh thủ cái buổi mà mình nghỉ không quay video ấy, thì là mình có mang một cái cây treo vào trong này này, để ở đây để cho con chòe nó làm tổ. Mình có cho hết những cái dạ, cái rơm, rồi là cái chổi chít vào đây. Mình cứ cho sẵn vào đây, nếu như mà nó chọn cái tổ nào nó làm ấy, thì nó sẽ nhặt bớt ra rồi nó sửa dần. Còn cái ổ ở đây ấy, thì mình vẫn để nguyên này. Đấy. Mọi hôm là mình phải để lắp cơ, cái lắp của nó bật đi đâu mất rồi ấy. Đây cái nắp của nó lên, phải đậy nắp vào thì nó mới kín, nó bật ra đấy. Đấy, như này thì nó mới giống một cái hộc đúng không? Nó là một cái hộc ấy, thì chim nó thấy yên tĩnh là nó sẽ dễ làm tổ hơn. Năm nay mình tính là ghép mà công sinh sản kiểu này. Các bạn thử nghe mình chia sẻ xem có hợp lý không nhé. Nếu như mà mình cứ ghép công trắng này với lại công trắng thì nó chỉ ra công trắng thôi đúng không? Thì mình đang tính là bên kia của mình vẫn còn thừa rất nhiều công màu. Thì mình sẽ bắt một cái con công màu mái ở bên kia thả lẫn với lại con công màu trắng ở bên này. Thì năm mai nó sẽ ra là công ngũ sắc. Công ngũ sắc là giống như là cái đôi công mà ngày xưa mình mua đấy. Rồi là mình sẽ mang một cái con mái trắng ở bên này, mình ghép sang bên kia để cho nó chung với lại một cái con trống bên đấy. Thì là nó sẽ ra thành hai cặp đúng không? Kiểu như mình ghép trào màu mơ với lại trào màu trắng ấy, thì nó sẽ ra mơ đấy. Thì hợp lý nhỉ. Đấy, mình đang tính như thế. Nhưng mà đôi này của mình thì năm nay chắc là tạm thời chưa đến tuổi sinh sản, nó phải tầm cuối mùa may ra nó mới đẻ được, hoặc là nếu mà nhanh thì là trong mùa này, mình nghĩ vậy. Chứ còn thì chắc là nó phải đuôi dài như con kia kìa. Đấy, cái con trống này đuôi phải dài như cái con trống kia của mình thì nó mới đẻ được. Thì nếu mà ghép sinh sản như vậy thì theo các bạn nó có ổn hay không, hay là mình cứ để theo kiểu ghép trắng nhỉ, trắng với trắng, rồi là công Ấn Độ với lại công Ấn Độ. Nếu mà ghép được như vậy thì nếu mà nó thực sự mà nó ra được cái con ngũ sắc thì là đẹp. Ngũ sắc thì bán giá nó cao và nó nhìn nó cũng đẹp hơn là công trắng. Chứ thực ra công trắng mình nhìn nó cũng bình thường, không có đẹp lắm. Công này mình nhìn đẹp này. Đấy, nhưng nếu mà được ngũ sắc thì đẹp hơn. Đấy, bố mình vào chuồng đà điểu thì nó có đả động gì đâu, chả vấn đề gì. Ấy thế mà mình vào cái nó đuổi quá thể. Cái cát này là cũng phải dày đến 20-30 phân đúng không nhỉ? Sâu lắm rồi. Cái chuồng rộng này cho nên là đấy, cái con đà điểu nó thấy mình ra nó đang bắt đầu đấy. Ghê không? Ghê không? Mình thử đi vào. Ui, già.
Cái chuồng này của mình nó rộng cho nên là mình đổ cát vào đây là cứ bẩn là mình lại đổ thêm cát vào để cho nó phủ lên cái lớp cát cũ bẩn. Thì nhưng thực ra thì nó chỉ bẩn ở khu vực vế này thôi, bởi vì vế này là nó bị dính nước ở đây ra này. Với lại con đà điểu nó hay đứng ở đây. Còn ở phía trong kia thì nó sạch lắm. Trong kia thì kiểu như nó ít ở trong đấy, cho nên trong kia rất sạch. Chuồng đà điểu như này là cũng ổn rồi. Đấy, nó đang muốn đuổi mình. Ương lắm. À đây, ong. Ong đợt này cũng thấy dày quân phết rồi. Sắp sửa tới mùa thu hoạch mật ong rồi đấy các bạn. Sắp sửa tới mùa thu hoạch mật ong rồi. Để mình vào mình ngó xem cái con giống Nam Mỹ hôm nọ mình cho vào đây xem là nó như thế nào. Mấy hôm nay mình ốm cho nên là cũng chả có thời gian ghi hình cho các bạn xem được nhiều. Ui ôi, con rồng đang nằm ở đây này. Hôm nay thời tiết nó ấm lên rồi, rồng nó ra tận ngoài này để nó sưởi ấm, nó không cần phải rúc ở trên đỉnh mái nữa. Đây là con rồng cũ của mình. Đây cái con sĩ mà mình bảo với các bạn ấy, nó lở được ra một con. Đây là con rồng mà mình mới được tặng này. Wow, trông lực lượng không. À, thôi các bạn, có lẽ là mình cũng kết thúc video ở đây. Hôm nay thì mình hơi mệt, mình cố gắng là uống thuốc đều đặn để cho sớm khỏe, rồi mình sẽ dành nhiều thời gian làm việc với lại ghi cho các bạn xem những cái đoạn thước phim mà nó hay hơn. Chứ mấy hôm nay ốm ấy, cũng nằm bệt suốt một chỗ. Hôm qua sang bên chỗ anh Hến được buổi về thì là ốm luôn rồi, ốm hẳn luôn. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.